con tô tay phải không tô tay trái nha. Đâu tay phải đâu, con tô chỗ này đi, con tô chỗ khác thử. Cầm tay bên kia kìa, ừ cầm tay bên kia nó mới thuận nó mới được. Con cầm một tay thôi, con cầm một tay bên kia nè. Thôi giống như con biết rồi đó, rồi con cô mới lên cô chiếc kinh nữa nè. Rồi tô với đi nữa đi, chưa có nè. Con cầm tay phải ba. Con cầm tay bên kia kìa, cầm tay này cái đụng vô con này để dính 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 nè. Con cầm tay bên kia mới đúng rồi, đúng rồi.